Luna Đào nói về drama ở KLC Việt Nam 2023, tôi quen làm hung thủ từ nhỏ đến lớn, biểu cảm Mai Ngô gây chú ý. Luna Đào nói gì khi được hỏi có sợ làm Mai Ngô kỳ duyên tổn thương? Họp báo KLC Việt Nam 2023 đã chính thức diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình năm nay được khán giả trông đợi khi có format mới toanh, sẽ là cuộc chiến không khoan nhượng giữa hai master, Mai Ngô, Luna Đào. Qua những đoạn testo trailer mà ekip nhà hàng trước đó có thể thấy KLC Việt Nam mùa 2, có những tình tiết kịch tỉnh gây cấn giữa hai nhân tố drama của truyền hình thực tế, cũng như được hai 20 thí sinh xuất sắc. Trong buổi họp báo, Nuna Đào đối diện với thắc mắc từ truyền thông. Trong chương trình có nhiều drama, Nuna Đào liệu có sâu xéo sắt à, nào đó nằm kỳ duyên Mai Ngô bị tổn thương không? Trước câu hỏi khó, Nuna Đào gây bất ngờ khi thẳng thắn thừa nhận. Nuna đã quen đóng vai hung thủ từ nhỏ đến lớn. Nuna rất ao ước có một dịp nào đó mà con người ta sẽ không phỏng đoán dựa trên tình huống mà đưa ra những nhận xét. Nuna xin nhắc lại để chúng ta có thể có những phỏng đoán sâu sát với tình hình hơn. Nuna ngồi đây trong tinh thần rất cố gắng làm với mình. Nuna sẽ đắn nhận hết những tình huống, cũng dễ để mình duy trì mức độ an toàn. Rất khó để chúng ta biết được điều mình làm là đúng hay sai. Nhưng chúng ta biết được bản thân của mình hôm nay có tư duy hơn rất nhiều so với những nhiều mình làm trước đây. Điều này khiến Nuna bớt lo ngại những lỗi lầm của mình. Lula đã có những giây phút chân thật nhất để có thể đem đến những khoảnh khắc giá trị nhất, kỷ niệm nhất. Lula không sợ sai đâu. Biểu cảm gây chú ý của Mai Ngô khi nghe Lula đào nhận bản thân là hung thủ từ nhỏ tới lớn. Cây oxy Việt Nam 2023 được tổ chức bởi Công ty Cổ phần Vicksop và đơn vị đồng tổ chức TikTok Shop kết hợp cùng các đối tác đơn vị khai thác và hỗ trợ chuyên môn khác. Với sự tham gia của Hoàng loạt cây oxy đang thu hút sự chú ý và nhận được nhiều kỳ vọng. Như Phương Oanh Đơ Tạ Công Bằng, Huỳnh Bảo, Minh Trường Ngọc Kem, Thu Trà, Yến Nồi Cơm, Rensi Ngô, Bé Đăng, cây oxy Việt Nam 2023 sẽ đem tới nhiều tình tiết hấp dẫn và tạo nên một sân chơi thực sự chất lượng cho các cây oxy tài năng.